Kính chào quý vị, chúc quý vị có ngày làm việc hiệu quả. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình 60 cộng trên kênh truyền hình BRT. Sở Lao động Thương binh Xã hội đề nghị thị xã Phú Mỹ tăng cường quản lý, giám sát các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, cơ sở tôn giáo nhận nuôi dưỡng trẻ em. Nhiều hoạt động kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh. Tiêu điểm chương trình 60 cộng hôm nay ghi nhận về sự linh hoạt, thích ứng của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh chuyển đổi số mạnh mẽ. Mở đầu chương trình là thông tin trong nước. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 1183 về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đưa ra 4 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, gồm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, tạo sự đồng bộ trong thực hiện chính sách pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Trong đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến việc chú trọng xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cho trẻ em, phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích cho trẻ em, hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai, dịch bệnh, củng cố phát triển hệ thống phúc lợi xã hội, dịch vụ bảo vệ trẻ em liên thông liên tục, chất lượng hiệu quả. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã tổ chức lễ công bố quyết định chuyển giao bắt buộc hai ngân hàng. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phước dự và chỉ đạo tại buổi lễ. Theo quyết định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Xây dựng Việt Nam CB chuyển giao thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Ngân hàng Thương mại Trách nhiệm Hữu hạn Một Thành viên Đại dương Oceanbank chuyển giao cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB. Sau khi được chuyển giao bắt buộc, CB và Oceanbank sẽ là các ngân hàng thương mại trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Vietcombank và MB sở hữu 100% vốn điều lệ. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhấn mạnh, chuyển giao bắt buộc các tổ chức tín dụng yếu kém là một trong những giải pháp cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, nhằm góp phần đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tại buổi họp báo quý 3, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chính thức công bố tăng gấp đôi quy mô gói tín dụng cho vay lâm sản, thủy sản lên 60.000 tỷ đồng từ mức 30.000 tỷ đồng trước đó, đồng thời khẳng định sẽ chỉ đạo hệ thống ngân hàng đẩy mạnh giải ngân vốn vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất kinh doanh dịp cuối năm. Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đến giữa tháng 9, gói tín dụng cho vay lâm thủy sản đã giải ngân vượt 6.000 tỷ so với hạn mức quy định. Đây là lĩnh vực có nhu cầu vốn lớn, hiệu quả. Việc tăng quy mô cũng hỗ trợ cho quá trình phục hồi sau bão lũ tại các địa phương chịu ảnh hưởng. Mục tiêu tăng trưởng tín dụng an toàn hướng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ. Về điều hành lãi suất, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục giữ nguyên các mức lãi suất điều hành nhằm tạo điều kiện cho tổ chức tín dụng tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Nhà nước với chi phí thấp, góp phần hỗ trợ nền kinh tế, đồng thời chỉ đạo tổ chức tín dụng tiếp tục tiết giảm chi phí để giảm mặt bằng lãi suất cho vay. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, Bộ đã kiểm tra 24 Sở Giáo dục Đào tạo các tỉnh thành về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học, thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, lựa chọn sách giáo khoa, dạy thêm, học thêm. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Đào tạo, việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ở các địa phương hiện nay vẫn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Vì vậy, Bộ Giáo dục Đào tạo tiếp tục đề xuất đưa hoạt động dạy thêm, học thêm vào danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện, làm cơ sở để sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012 để đảm bảo sự phù hợp thuận lợi cho công tác quản lý hoạt động này trong và ngoài nhà trường. Chuyển sang những thông tin trong tỉnh. Thưa quý vị, 60 nông dân hợp tác xã tổ sản xuất nhãn, cán bộ phụ trách nông nghiệp, hội nông dân trên địa bàn các xã Long Mỹ, Lộc An, Phước Hội, huyện Đất Đỏ vừa tham gia hội thảo sản xuất cây nhãn trong điều kiện biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi trường. Hội thảo do Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đất Đỏ tổ chức.
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã thông tin về tình hình, nguyên nhân hậu quả của biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu đối với sự sinh trưởng, phát triển và năng suất của cây trồng nói chung và cây nhãn nói riêng, hướng dẫn quy trình trồng và chăm sóc cây nhãn, phương pháp ủ phân hữu cơ vi sinh để sử dụng trong điều kiện sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. Trong khuôn khổ hội thảo, các cán bộ chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh và bà con nông dân đã trao đổi các vấn đề thiết thực trong quá trình sản xuất cây nhãn hiện nay. Bên chi cục thì sẽ hướng dẫn cho mình những cái dịch hại sâu bệnh, thì mình vì cái đó mà người nông dân người ta được trực tiếp nghe, người ta sẽ giải quyết được những vấn đề mà tồn động từ xưa, từ những năm nay mà nó cứ tồn động dai dẳng rồi tới bây giờ, thì được hướng dẫn cụ thể như thế thì người ta sẽ thực hành một cách rất là tốt. Và mình nghĩ cái buổi hội thảo hôm nay là thành công tốt đẹp. Thông qua nhiều hoạt động thiết thực như kết nối kinh doanh, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và giới thiệu khách hàng cho nhau, qua đó giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa tăng doanh thu, nên các chapter BNI tại Bà Rịa Vũng Tàu đã và đang thu hút nhiều doanh nghiệp tham gia. Từ một chapter ban đầu được thành lập vào năm 2013 với 20 thành viên, đến nay toàn tỉnh có 3 chapter BNI gồm Caption Rec, BNI Trinity và BNI Petro với hơn 130 thành viên. Cứ 6 tháng một lần, các chapter BNI tại Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức chuyển giao ban điều hành. Trong nhiệm kỳ vừa qua, từ tháng 4 năm 2024 đến tháng 9 năm 2024, 3 chapter của BNI đã kết nạp 36 thành viên mới, trao cho nhau gần 5.300 cơ hội kinh doanh với tổng trị giá gần 43 tỷ đồng. Trong nhiệm kỳ từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 3 năm 2025, các chapter đặt ra mục tiêu kết nạp thêm 40 thành viên mới, doanh thu từ các buổi kết nối giao thương đạt 70 tỷ đồng. Hội Nông dân xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc tổ chức lễ ra mắt chi hội nghề nghiệp trồng dâu nuôi tầm xã Hòa Hiệp. Chi hội có 26 hộ thành viên với tổng diện tích 18,5 hectare trồng cây dâu để lấy lá nuôi tầm. Tham gia chi hội, các thành viên được hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh để đầu tư sản xuất, hỗ trợ liên kết với các doanh nghiệp ký kết hợp đồng tiêu thụ kén lâu dài để yên tâm đầu ra. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác bảo vệ môi trường năm 2024 cho 130 đại biểu là cán bộ mặt trận các cấp, đại diện các tổ chức tôn giáo và nhân dân trên địa bàn thị trấn Phước Hải và xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ. Cán bộ, nhân dân và các chức sắc, chức việc tôn giáo đã được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai luật bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản liên quan đến công tác bảo vệ môi trường, thông tin tình hình môi trường trên địa bàn tỉnh và định hướng công tác tuyên truyền để bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã trao đổi, giải đáp vướng mắc, xử lý tình huống phát sinh trong thực tế tại địa phương. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa tổ chức phát động ký kết mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường tại khu phố 7. Ban công tác mặt trận, ban điều hành khu phố 7 phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa đã ký kết thực hiện mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường. Sau lễ phát động, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Phước Hưng tổ chức ra quân phát tờ rơi tuyên truyền, cấp phát thùng phân loại rác, vận động các hộ dân khu phố 7 ký cam kết bảo vệ môi trường và tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác thải và trồng hoa, tạo cảnh quan. Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ về thực hiện chính sách trợ giúp xã hội và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn thị xã. Triển khai công tác giảm nghèo năm 2024, thị xã Phú Mỹ đã cấp 2.258 thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện cho 189 hộ nghèo, miễn giảm học phí cho 943 lượt học sinh sinh viên thuộc hộ nghèo, xây mới 5 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 8 hộ sửa chữa nhà ở với tổng kinh phí gần 720 triệu đồng. 41 hộ nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn chính sách xã hội, tổng số tiền hơn 2,2 tỷ đồng. Dự kiến năm 2024, thị xã có 39 hộ thoát nghèo. Thị xã có 3.872 đối tượng bảo trợ xã hội, hưởng trợ cấp xã hội, 15.504 người cao tuổi. Các chế độ chính sách hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội được thị xã triển khai thực hiện đầy đủ kịp thời. Làm việc với thị xã Phú Mỹ, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị địa phương rà soát các hộ nghèo để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, tránh trường hợp tái nghèo, tăng cường quản lý giám sát các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập, cơ sở tôn giáo nhận nuôi dưỡng trẻ em. Tại trường tiểu học trung học cơ sở Phan Đình Phùng, xã Bào Chinh, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã khai mạc tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 với chủ đề Phát triển văn hóa đọc, thúc đẩy học tập suốt đời.
Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2024 tại huyện Châu Đức diễn ra các hoạt động giới thiệu sách mới, tạo không gian giao lưu giữa tác giả và độc giả, thành lập các câu lạc bộ đọc sách báo, các cuộc thi viết, vẽ, kể chuyện, tọa đàm, kích thích sự sáng tạo và yêu thích đọc sách, rèn luyện năng lực tự học, năng lực học tập suốt đời. Dịp này, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Châu Đức tổ chức triển lãm giới thiệu sách và tặng cho trường tiểu học trung học cơ sở Phan Đình Phùng 200 bản sách mới. Hội Người Cao Tuổi tỉnh đã có buổi kiểm tra hoạt động các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Thành phố Bà Rịa có 18 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau ở 7 xã với hơn 900 thành viên. Hoạt động nổi bật của các câu lạc bộ là đã xây dựng quỹ giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao chất lượng đời sống. Qua kiểm tra, Hội Người Cao Tuổi tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của các câu lạc bộ, đồng thời đề nghị thành phố kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng ban chủ nhiệm của các câu lạc bộ, song song với việc tiếp tục thành lập các câu lạc bộ mới. Hội Người Cao Tuổi phường Phước Nguyên, thành phố Bà Rịa ra mắt câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau khu phố 1, phường Phước Nguyên. Đây là câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau thứ 18 trên địa bàn thành phố Bà Rịa. Câu lạc bộ gồm 50 thành viên, được thành lập với mục tiêu góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi. Dịp này, Hội Người Cao Tuổi tỉnh tặng câu lạc bộ một bộ loa di động, một máy đo huyết áp và một cân theo dõi sức khỏe định kỳ. Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa, Ủy ban Nhân dân phường Phước Nguyên trao tặng 3 triệu đồng và trao quà cho 5 hội viên khó khăn. Chuyển sang tin tức về các hoạt động hướng đến ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 và tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024. Thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Đức đã trao kinh phí hỗ trợ khởi nghiệp cho 16 phụ nữ với số tiền 160 triệu đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện trao 20 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh khó khăn, mỗi suất 500.000 đồng. Hỗ trợ đỡ đầu cho 5 trẻ mồ côi, mỗi em 3 triệu đồng. Hội cũng trao một giải nhất, một giải nhì, hai giải ba và ba giải khuyến khích cho các ý tưởng, dự án tham gia cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2024. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Châu Đức tổ chức Ngày hội Phụ nữ khởi nghiệp, trưng bày 20 gian hàng với gần 50 sản phẩm. Kỷ niệm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đất Đỏ tặng 10 suất quà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 400.000 đồng và một suất học bổng 1.500.000 đồng cho trẻ mồ côi. Năm 2024, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Đất Đỏ vận động xây dựng sửa chữa 9 căn nhà cho hội viên khó khăn, củng cố và duy trì hoạt động 225 tổ tiết kiệm xoay vòng, giúp 2.190 hội viên vay vốn hơn 5 tỷ 200 triệu đồng. Giới thiệu việc làm ổn định cho 97 hội viên, vận động hội viên khá giúp 49 hội viên khó khăn với số tiền 163 triệu đồng. Hướng đến ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuyên Mộc tổ chức 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu quảng bá sản phẩm, sáng tạo, khởi nghiệp, những nông sản, thực phẩm an toàn được sản xuất từ các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ. Năm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Xuyên Mộc kết nạp hơn 600 hội viên. Thực hiện đề án 939 hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, hội đã giúp 55 chị khởi nghiệp với tổng số vốn hơn 2,3 tỷ đồng, giúp 87 phụ nữ làm chủ hộ thoát nghèo, vượt 54% kế hoạch đề ra. Thông qua tổ chức hội phụ nữ, 122 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn được các đơn vị nhận đỡ đầu, chăm sóc hỗ trợ hàng tháng. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phú Mỹ đã tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với 5 gian hàng trưng bày các sản phẩm như nấm bầu ngư xám, rau an toàn, các sản phẩm đặc sản vùng Tây Bắc, các sản phẩm hoa, túi xách làm thủ công. Qua phong trào phụ nữ khởi nghiệp, từ đầu năm 2024 đến nay, hội đã giới thiệu 20 chị vay vốn khởi nghiệp từ Ngân hàng Chính sách Xã hội và các nhóm phụ nữ tiết kiệm với tổng số tiền gần 1 tỷ 500 triệu đồng. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Phú Mỹ trao 20 suất học bổng Nguyễn Thị Định, mỗi suất 500.000 đồng cho con hội viên nghèo học giỏi, tặng 120 phần quà, mỗi phần 150.000 đồng cho các đại biểu nữ về dự họp mặt. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền tổ chức trao 45 suất học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh là con hội viên phụ nữ khó khăn, hiếu học trên địa bàn xã.
mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động nhà hảo tâm đóng góp. Dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Tỉnh trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam cho hai cán bộ phụ nữ có nhiều đóng góp cho công tác hội và phong trào phụ nữ. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết tặng gia đình bà Hồ Thị Lý, sinh năm 1950, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc. Đây là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn. Căn nhà trao tặng cho bà Hồ Thị Lý có diện tích 30m², tổng kinh phí xây dựng là 80 triệu đồng, do công ty cổ phần hữu hạn Vedan và nhóm thiện nguyện Hũ Gạo Tình Thương, ấp Thanh Bình, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc tài trợ. Dịp này, Bộ đội Biên phòng tỉnh và nhà tài trợ còn tặng nhiều vật dụng gia đình với tổng trị giá hơn 10 triệu đồng, giúp bà Lý sớm ổn định cuộc sống trong căn nhà mới. Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Đất Đỏ tổ chức tuyên truyền và tư vấn pháp luật cho 70 gia đình chính sách, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thị trấn Đất Đỏ. Người dân thị trấn Đất Đỏ được báo cáo viên Trung tâm Trợ giúp pháp lý tỉnh triển khai một số nội dung cơ bản của Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Đất đai năm 2024, Bộ luật Dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, các quy định chính sách ưu đãi đối với người khuyết tật. Qua thông tin tuyên truyền, người dân sẽ nắm bắt, tiếp cận dịch vụ pháp lý miễn phí khi có nhu cầu hỗ trợ giải quyết vướng mắc, tranh chấp pháp luật. Tại bờ biển thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ hiện có khoảng từ 40 đến 50 chiếc tàu cá neo đậu dọc bờ biển đường Trần Hưng Đạo mà không vào cập cảng Lộc An để bốc dỡ hàng hóa, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Đồng thời không chấp hành đúng quy định của luật thủy sản, ảnh hưởng đến việc tuân thủ về các quy định về chống khai thác bất hợp pháp IUU. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân thị trấn Phước Hải phối hợp đồn biên phòng Phước Hải và lực lượng kiểm ngư thành lập 3 chốt tại tuyến đường Trần Hưng Đạo nhằm lập lại trật tự khu vực này. Các lực lượng được phân công nhiệm vụ tại các chốt sẽ kiểm tra, kiểm soát, không cho các tàu cá neo đậu trên bãi ngang, bốc dỡ hàng hóa, tập kết hải sản trên vỉa hè, lề đường, tuyến đường Trần Hưng Đạo, xử lý các tàu cá vi phạm. Thời gian thực hiện cao điểm này diễn ra từ ngày 16 tháng 10 cho đến khi kết thúc chuyến kiểm tra của Ủy ban châu Âu tại Việt Nam. Thưa quý vị, bán hàng online qua các nền tảng trực tuyến hiện là một trong những xu hướng tất yếu và trở thành một phương tiện quan trọng trong chiến lược tiếp thị và bán hàng của doanh nghiệp, tạo cơ hội cho các tiểu thương doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường. Nắm bắt phương thức kinh doanh mới này, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh đang đẩy mạnh bán hàng trên nền tảng số. Trong đó, nhiều doanh nghiệp và cá nhân đầu tư rất bài bản, xem đây là kênh phân phối hàng hóa tiềm năng, không chỉ giúp tăng doanh thu mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường trong thời đại số. Đây là buổi kết nối giao thương theo hình thức livestream trên nền tảng số do Cộng đồng Doanh nghiệp Nhỏ và Siêu Nhỏ OBC và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vũng Tàu, Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân thành phố Vũng Tàu tổ chức. Tại đây, các thành viên của OBC đã cầm tay chỉ việc, hướng dẫn cho các hội viên phụ nữ khởi nghiệp, các nữ doanh nhân phương pháp livestream, thiết lập mạng lưới quan hệ kinh doanh trên nền tảng số. Trước đây tôi bán hàng qua kênh truyền thống, hôm nay đến đây tôi được trải nghiệm được bán hàng qua trực tiếp online. Nên tôi muốn chương trình này được mở rộng ra nhiều cho doanh nghiệp nữa để quảng bá sản phẩm của mình đi ra thị trường được tốt hơn. Chúng tôi là kết nối là toàn cầu và hội nhập toàn cầu. Và chính từ cái điều đó thì họ lại học luôn cả cái chuyển đổi số và livestream. Và chúng tôi cũng đã ứng dụng cái công cụ này để làm sao đưa cái sản phẩm họ lên các sàn thương mại điện tử cũng như là qua cái hệ thống livestream. Qua kinh nghiệm ứng dụng nhiều năm, các doanh nghiệp và hộ kinh doanh đều nhận ra những lợi ích của việc bán hàng livestream, giúp khai thác sức mạnh của mạng xã hội, tăng tương tác trực tiếp với khách hàng, rút ngắn hành trình mua hàng, quảng bá sản phẩm. Với phương thức bán hàng thương mại điện tử nói chung và livestream nói riêng, các doanh nghiệp phát triển các loại hình phân phối hiện đại, mở rộng đối tượng khách hàng. Thứ nhất là doanh nghiệp có thể là tiếp cận với khách hàng, đối tượng khách hàng lớn hơn và đa dạng, không bị hạn chế về địa lý. Và thứ hai là chi phí quảng cáo và tiếp thị thấp hơn so với hình thức quảng cáo truyền thống. Doanh nghiệp có thể tương tác trực tiếp với khách hàng, tiếp nhận phản hồi ý kiến để cải thiện dịch vụ, sản phẩm dịch vụ của mình. Tuy nhiên, để kinh doanh trên mạng xã hội hiệu quả, đòi hỏi doanh nghiệp và cá nhân phải chuẩn bị rất kỹ ở tất cả các khâu, từ máy móc thiết bị cho đến hàng hóa, sản phẩm, giá cả, dịch vụ hậu mãi đi kèm.
Trong đó, nội dung và cách thức giới thiệu về sản phẩm đóng vai trò quan trọng để thu hút người theo dõi, tương tác. Chúng tôi phải có chú ý về mặt hình thức, làm sao để những cái thông tin chúng tôi đưa đến một cách nhẹ nhàng nhất, một cách gần gũi nhất và nó khác biệt với những cái thông tin mà mọi người vẫn đang tiếp nhận. Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng nói, kỹ năng xử lý tình huống, cái đó rất chi là quan trọng. Khi có những cái tình huống đặc biệt xảy ra, mình cũng phải ứng phó được. Chuyển đổi số đang tác động mạnh mẽ đến hoạt động kinh doanh và trở thành một xu hướng không thể tránh khỏi. Để tận dụng được những cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi các doanh nghiệp và cá nhân cần không ngừng thay đổi và sáng tạo, sẵn sàng hành động và đổi mới, tự chủ xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Số lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chiếm hơn 95% cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của tỉnh. Do đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số đến năm 2025 thông qua các giải pháp, hỗ trợ chi phí tư vấn, thuê mua các giải pháp chuyển đổi số để giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình 60 cộng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin thời sự sau.